Chào cả nhà một ngày mới. Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ mời cả nhà cùng giờ biết với gia đình nhỏ của mình xin là một món, đó là cá lóc chiên xù nha cả nhà. Mình mời cả nhà cùng giờ biết với gia đình. Đây cả nhà ơi, thì hôm nay chồng mình đi chợ mua cho được hai con cá lóc. Hai con cá lóc này cỡ khoảng 1 ký 2 gì đó cả nhà. Thì bây giờ mình cũng đã làm sạch rồi. Mình hứa chiên cá nữa nè, chiên cá xong rồi chuẩn bị ăn cơm thôi. Cá ơi, cá vàng hết rồi nè cả nhà, để ăn được rồi cả nhà. Mời cả nhà cùng dùng cơm với mình nha cả nhà. Xin chúc cả nhà có một bữa cơm bên gia đình thật là hạnh phúc. Chúc mọi người may mắn. Xin cảm ơn cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ thì cơm mình cũng đã làm xong rồi nè cả nhà. Hôm nay mình ăn món đó là cá lóc chiên giòn, chiên xù, cá lóc chiên giòn. Mình thấy nó giòn mình kêu chiên giòn đi. Cá lóc chiên giòn với lại xài chín. Mình ăn cơm theo kiểu ở quê Việt Nam nha cả nhà. Ở nhà lúc nhỏ mình ở nhà mình hay ăn cơm với chuối chín, với xài chín hay là với nước dừa hay dưa hấu gì đó. Bây giờ thì mình sẽ ăn lại giống cái món giống như ở quê. Mình xin mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình mình nha. Ngon lắm luôn cả nhà. Chúc cả nhà có một bữa cơm bên gia đình thật là ngon miệng nha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn cơm cả nhà. Cá lóc chiên giòn. Giờ mình sẽ bẻ nó ra, mình lấy cái cặp trứng đây cả nhà, trứng cá. Mời cả nhà ăn trứng cá. Ngon quá trời cả nhà ơi. Chấm muối ớt xanh, muối ớt xanh này cả nhà là món quà quý giá nhất của mình đó. Cái này là chị mình ở Việt Nam chỉ làm chỉ cho nên mình rất là quý. Mình không biết làm hết nào, chị chỉ làm chỉ cho.